Chào anh em, mình là Đông. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm trong đợt cái mạng mưa sao băng trên Lazada ngày 12 tháng 12. Đó là chiếc mũ bảo hiểm với giá 49k. Nếu các bạn áp mã dàn giá 12k nữa thì nó chỉ còn 37k thôi. Và chúng ta xem chất lượng nó như thế nào. Thứ nhất ở đây là nó có hai màu, màu trắng và màu đỏ. Mình đã đặt lên chiếc màu đỏ. À, chiếc mũ cầm trên tay là khá là nặng và chắc chắn bằng nhựa ABS. À, cái size của nó rất là nhỏ các bạn. Đây là size L là size to nhất rồi. Nhưng mà cái đầu 59 của mình đội cũng khá là chật, không có vừa. À, mũ bảo hiểm có tem của công ty Tuấn Nhung. Có lẽ là Lazada đặt riêng cho công ty này làm. Trọng lượng là 470g cộng trừ 50g bằng nhựa ABS. Chúng ta cùng xem cái phần gia công. Thì cái phần này nhựa nó cũng không được tốt lắm này. Đây, vẫn còn barrier. Về phần quai mũ thì nó khá là cứng đấy các bạn. Nó không được mềm mại lắm. Phần lõi chúng ta sẽ có một cái lớp xốp khá là mỏng ở đây. Có một cái lớp lót ở trên này được dập nổi là logo hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây có mũ bảo hiểm cao cấp. Ok. Cái này có thể lột ra để giặt được nè. Không lột được. Mình tưởng là lột được chứ. Ở đây mình sẽ so sánh một cái mũ này với một cái mũ mình xài 2 năm rồi. Khi mà mua xe máy họ tặng. Thì mình thấy chiếc mũ này chất lượng cũng rất là ok. Nhưng mà cái đầu nó thiết kế nông hơn nè. Ngoài cái size nhỏ ra thì với mức giá này thì mình khá là hài lòng. Chỉ với 49 ngàn chiếc mũ này. Nhưng mà các bạn đội nó cũng có nghĩa là các bạn đang đi được quảng cáo cho Lazada. Cái này mình chỉ dùng để dự phòng khi mà chở người là bạn đi thôi. Ngoài ra trong các bạn mua sắm này các bạn mua sắm được gì nữa, hãy chia sẻ với mình. Mình là Đông, tạm biệt và hẹn gặp lại.